Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với show của mình. Mình là nhóc MT. Rồi, thì rất chi là vui luôn. Hội mình vừa nhảy level 4. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vào đây cơ mới. Đấy, hội đã đạt tới cấp 4. Các đặc quyền mới được mở khóa giới hạn. À, rồi, kho chứa mở rộng thêm 20%. Thì hội mình đã nhảy lên level 4 rồi. Vừa mới thắng vua xong. Rồi, thì bây giờ đang vươn tới cái mục đích là nâng cấp đóng góp một cấp. Đấy. Cấp 5 này, một cái gọi là cái cấp rất chi là mong muốn để đôn quân cho nó được thêm một cấp quân, chiến lợi phẩm thêm thưởng thêm cho cuộc chiến là 15%. Đây, thì hội của mình rồi, ai à 3.100 cơ. Căng nhé. Đây thì đang trong khoảng thời gian thưởng hội chiến còn 4 ngày nữa nên là hội mình sẽ phải cày, gọi là cày liên tục, cày hết mình luôn, bắt đầu cuộc chiến luôn. Ubin không tham gia, anh còi tham gia bằng leo. Chiến thần rồi, Đan không tham gia, mình sẽ set 40 đi. Đông Văn không tham gia, cái thằng Đông Văn này không chịu tham gia bao giờ, cho nó tham gia một lần cho nó chết. À, 47 được à, hỏi trận này xét cho 50 luôn, không tham gia cũng phải tham gia, đánh cho bằng được thì thôi. Đấy rồi anh em, bởi vì anh em biết vì sao anh, những anh người anh em nào mà ấn không tham gia mình cũng cho tham gia, bởi vì là tất cả mọi người đều giành được gấp đôi chiến lợi phẩm và điểm kinh nghiệm trong sự kiện, cho dù là kết quả là thắng hay là thua hay là hòa. Đấy, cái quan trọng nó là cái chữ là cho dù kết quả là thắng hay thua hay là hòa. Nên chính bởi vậy anh em chỉ cần việc đánh thôi. Còn quan đến lúc thắng hay thua thì tất cả nó đều thưởng, tất cả đều thưởng gấp đôi hết. Nên là một cái gấp đôi này thua còn hơn là hơn rất chi là nhiều so với cái lúc mà không có sự kiện nhân đôi. Nên chính bởi vậy là mình đã đẩy hết tất cả 50 anh em vào. 50 anh em vào, mặc dù có ba anh em đang nâng cấp gì đó không vua. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay cái trận hội mình vừa thắng. Đây, trận trước là hội mình thua. Ba trận cơ, sao lại có ba trận nhỉ? Rồi chi tiết luôn cái trận mà vừa thắng. Úi giời ơi, được nghìn. Từ 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 xem nào. Ngân khố lại full rồi. Ấy là chưa full. Rồi thu lại nào. Úi giời, thơm phương phức đúng không anh em? Đúng là đang thưởng sự kiện nhân đôi nó khác. Rồi thì bây giờ là đang nhân đôi nên là anh em cố gắng. Anh em hội mà có nghe được những lời của mình đây thì anh em hãy cố gắng cày thật nhanh trong cái khoảng thời gian nhân đôi này. Đây, anh em xem này. Đấy, điểm kinh nghiệm này. Đấy. Các thứ 292 sao này, cộng 20 sao, cộng 50 sao, cộng 100 sao. Thế là 434 sao. Úi giời, trên 462 sao. Đấy là anh em còn không cua hết. Nếu mà anh em cua hết thì có mà còn ấm nữa đúng không? Rồi một, rồi, quá kinh điển luôn. Những cái này anh em nào mà hồi nào cũng thế, lên tích cực đẩy cua thật nhiều để kiếm cái điểm hội về cho lên thật nhanh. Rồi thì bắt đầu mình sẽ quay các trận đánh của hội mình 40 anh em. Thì có lẽ là video này mình sẽ chia làm hai phần. Chứ không một phần thì chắc chắn là không quẩy được hết, rất chi là dài luôn. Bắt đầu từ trận đầu tiên là 1.300.000 rồi, rất chi là ấm luôn. Rồi nhà này mà chưa gì đã xây pháo đại bàng thế này thì gọi là thiệt thòi rồi đúng không? Những cái là nhà nào mà anh em mà đẩy lên hôm ấy thì đừng bao giờ anh em mua súng xiếc của, úi giỏi rồi, nhà này lên hôm 11 mà đồ đạc như thế này thì làm thì quá bất lợi cho người ta đúng không? Ngay cả cả bên mình cũng thế, một số anh em. Rồi Golem 5 ba Bakker 6. Ấy ra.
Queen 34, King 3 28. Hay trận này đánh Viking. Rồi có Balon rồi. Bây giờ thì làm gì để tiêu diệt đây? Balon rồng. Rồi ăn pháo đại bàng đi. Trận này ăn ba, trận này ăn ba sao mà đúng không? Của bạn Hiếu. TH TH Hiếu, TH Hiếu. Ây da. Tên tiếc lỗi quá nhỉ. Vài kỳ 6 nó khác khác bọt quá anh em nhỉ. Ây da, ăn quả bom mặn quá. Rồi đấy. Anh em có biết cái vòng của đại quản giáo này là cái vòng gì không? Mình thì mình chưa lên đến vòng đại quản giáo này, mình không biết cái vòng ấy là cái vòng gì. Nếu mà anh em nào mà đã từng hôm 11 rồi, mà hoặc là anh em nào chưa hôm 11 hoặc là biết là cái vòng đấy là cái vòng gì thì anh em bảo mình với. Mình thì mình chưa biết, mình chỉ biết là ông này ông có một cái vòng thôi. Đấy. Vòng bảo vệ ấy, hay là cái vòng gì mình không biết được nữa. Rồi, trận này 100%. Quẩy Vaiki 6 cầm dìu vàng. Tiếp tục là một trận của Hiếu. Hiếu quẩy phát hai trận. Vua này thì mình chỉ đóng góp được một trận 3 sao thôi. Còn một trận mình đánh tạch. Thế mới đen chứ. Rồi đấy, động đất đấy. Úi giời, ui, đường thành lay đi. Rồi, tiếp tục là Golem. Balon. Đấy. Ngon chưa? Đấy, đại quản giáo 5. Úi giời, úi giời. Pháo đại bàng này, nó bắn lên trời, chắc mình nghĩ là phải lên cái cung trăng rồi bắt đầu nó mới rơi đạn được xuống mất. Rất chi là ghê gớm. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Tháp vỏ ngục. Tháp vỏ ngục này hút đam rất chi là mạnh anh em nha. Rồi còn em Balon này nữa. Đấy, bài luôn. Queen 35. Rồi nhà người ta cũng có đại quản giáo. Đấy, Golem. Golem thì nó trâu máu thôi, công thì rất chi là kém. Ấy da. Em Wiza 6. Wiza 6 thì nó mặc cái áo tím tím, đỏ mặn, mặn đỏ ấy, đúng không? Rồi ba cơ này là ba cơ mấy đây? Ba cơ sừng xiếc nhọn hoắt lên trời rồi. Ba cơ này chắc ba cơ 6, ba cơ 7 rồi đúng không? Đấy, trận gọi là quá chi là ấm luôn. Rồi, hai trận là 3 sao của Hiếu. Nhà này thì quẩy 3 sao tốt rồi, đúng như nhà Hiếu. Nhà Hiếu rất chi là khỏe luôn. Rồi, tiếp tục là trận nhà thứ ba này không ai đánh á. Sao lại thế nhỉ? Rồi, một trận của bằng leo này tham gia gì cả. Bằng leo mấy hôm nay bỏ bê công việc quá, không biết hắn làm gì. Quánh nhà này mới có được sao này thế bằng leo. Bằng leo. Rồi. Tháp cung của Dương Tiễn. Ái xa. Có rồng. Rồng thử quân hội là rất chi là phê rồi. Không có gì phải nói rồi. Có minion. Có cung ra như. Em cối. Rồi, rất chi mạnh luôn. Đây cối 9 này. Cối 9 toàn đầu lâu ma châu với rơi bên dưới. Rồi cùng xem chiến thuật của bạn bằng, bạn ấy đánh kiểu gì nào. Lava. Sao có một em lava không ném lốt xuống nhỉ? Để nó đả hết. Ôi giời ơi. Ông này ném díu ra díu dít mấy cái bình lộ ở đây. Rồi, trận này chắc chắn là không được đạt rồi. Đấy, còn cái gì đâu, còn mỗi em lava này thôi. Em lava này thì được mấy thở đấy, đấy. Đấy. Ra ăn đâu là toạch đến đấy luôn. Đó, một trận quá chi là lỗi của bằng leo, một sao. Cũng may còn ăn được một sao gọi là ghi công với Tổ quốc. Chứ mà không sao nào thì gọi là cho hắn toạch luôn. Rồi triệu hồn. Rồi em Queen từ cấp 15 đổ đi thì có cái chiến thuật là tàng hình.
49% rồi, 53%. TTA96 ấy xa rồi, có quân hội rồi. Dòng đấy, dòng này không biết là dòng mấy đây, chắc là dòng này dòng 5 đây. Dòng 4, dòng này dòng 5 hay dòng 6 rồi. Con này trông thế rồi khỏe phết đấy anh ạ. Sự không đánh đấm gì nữa này. Nhiều nhất quân hội đi, thời gian có hạn thôi, riêng đánh vua kiểu này. Anh em vào tích cực ngay. Không để phí một giây một phút nào cả. Lém cho hai bịch độc đấy. Đấy, cho lộ lên luôn. Queen 21, nhanh nhanh nhanh, nó chạy ra khỏi vùng độc kia. Rồi, nó vẫn đang dính độc một tí. Rồi, bây giờ thì chiến thuật của Balon, mà lém Balon hơi giít nhau một tí. Rồi, ông này cũng lém Balon díu dít quá. Bình lộ thì tung xuống một bình đi. Đấy, Minion vứt xuống luôn. Rồi có cảm giác như anh em đánh trận này có vẻ hơi lỗi nhỉ. Rồi. Khá xi đã ấm rồi, còn bình lộ nữa. Lộ 5. Rồi còn ít bà lòn lắm. Ném lót bình lộ đi, cứu vãn được tí nào hay tí đấy. Không lém nó mới đen. Ném thì có phải ăn được không? Trận này không biết bao nhiêu sao. À bây giờ mới lém. Ui rồi, hình như trận này 3 sao à. Rồi. Ui còn một tháp cung. Quá đen, 2 sao 80%. Đen quá, đen quá. Quá đen cho đội bán kem đúng không? Tiếp tục là của bạn Khánh. Khánh ấy à, Khánh hôm 11 rồi á. Khánh ấy chơi máu thế. Quần ghiếc như này nhảy lên hôm 11 rồi. Có dòng hội rồi. Đây mình quay lên đây tất cả các trận đấu lên đây để cho mình không trước tiên là cho tất cả anh em cùng xem, và cái thứ hai đó là anh em cùng xem và rút ra những cái kinh nghiệm, cái nào được cái nào chưa, để cho những cái trận vua mình đánh ngày một tốt hơn. Rồi, đánh vua trong là trong những cái gọi là khá chi là hay của và đòi hỏi rất chi là chiến thuật của trong game class này, clan này. Anh em chỉ cần đánh các trận bình thường đi, cướp farm ấy, anh em chỉ cần một sao hay các thứ là vẫn ok rồi, nhưng mà đánh này thường thường anh em cứ phải là 3 sao thì mới gọi là ok. Mà nó chỉ cần thả quân sai một ly thôi là xong luôn. Mà lúc nào thường thường cũng phải cái chiến thuật là cũng phải có quân phải giết được quân hội đấy. Không giết được quân hội thì coi như là toạch, đã hết. Mà thường thường quân hội rất chi là khỏe, toàn rồng giết thôi, rồng 5 rồng 6 thôi. Rồi. Trận này vua 40 cả. Ấy giờ cũng ghê đấy nhỉ. Rồi tiếp tục một trận của cung song tử. Cung song tử của trận này là 3 sao. Rồi, nhà này đẩy đây rồi. Có Minion đây rồi. Minion của mình vẫn là Minion không số, có lẽ mình phải lên Minion thôi. Chứ không không được rồi. Rồi Queen 6, Queen 6 VS một em rồng. Rồng này rồng đang bị độc, liệu bên nào thắng? Úi dồi ôi, nó thổi cho hai phát, em Queen suýt nữa thì đai. Mày quá.
có cái tuyệt chiêu không thì đai rồi đấy. Ví dụ như kiểu queen 1 của mình là thôi coi như là đai đấy nhá, nhờ anh em nhỉ. Úi đen. Ngay của bom. Mấy em xương xương này ghê phết nhỉ. Ấy, em queen đã ra đi tìm được. À, đồng bên này thì ném ba lon này linh tinh thế này. Phí mất bình tốc rồi. Song tử của anh ở gì đây? Quân hội thì đã giữ rồi. Hôm nay ông kia đang chơi chiến thuật gì đây? À bây giờ mới ném. Đã hết balon rồi. Lava. Liệu rằng có quẩy được không? Đấy. Trận này chơi gọi là chay tốc luôn anh em nhìn này. Đấy. Đấy. Chay tốc luôn. Đấy. Thấy chưa anh em thấy chưa? Đấy, úi rồi ôi lém cho gọi là cả nhà đối thủ gọi là toét toét màu hồng luôn. Gió bay lốc hết lên trời luôn. Đấy, thấy chưa? Chắc ông này ông đang xây cái bình cái nhà thần chú nên là đành phải chơi độc chiêu kiểu này. Chứ thực ra là ông cũng không muốn chơi độc chiêu kiểu này đâu đúng không anh em? Rồi thì mấy hôm nữa mình cũng phải lên cái nhà thần chú này trước để lấy bịch tốc đã. Xong rồi bắt đầu mới lâng cái thần chú kia. Mới lên hôm 9 rất chi là gian lan anh em ạ. Quá cảm thấy gian lan. Rất chi là nhiều thứ. Rồi. Một trận quá chi toàn thắng luôn. Đồng văn. Đồng văn. Đông văn 6 quẩy lên 8. Đấy, tháp quả ngục đấy anh em thấy không? Kinh hồn không? Xem nào. Xem cái này là cái kính à. À dầu giết thì sắp hết rồi. Ui, lại chơi máu thế Đông văn này. Đông văn này chơi hơi máu ấy. Rồi. Rồi em rồng đã ra đi tìm đường cứu nước. Bò mặn nghe. Bò lõm đất này. Hôm này là hôm 11. Ghê nhờ, chưa có pháo đại bàng. Người ta nhảy gạo này là run hát à, khó đọc quá tiếng Anh tiếng Ủng mình không biết đâu, nhưng đại khái là người ta nhảy lên gọi là mắc hết đi, xong là người ta xây nhà quân, xong là đánh tập trung lâng chẳng hạn cái quân nào người ta hay đánh ấy, tập trung lên mắc và súng xiếc của nhà hôm 10 hôm 11 thì người ta không mua nữa. Rồi. Đấy. Hôm 11 thì được thưởng 11 điểm hội. À 11 điểm vào cái level á. Còn hôm 10 thì anh em phá được cái nhà hôm 10 thì được thưởng 10. Hôm 9 thì được thưởng 9 cái vào cái điểm điểm level anh em ạ. Khi mà phá được nhà chủ. Tiếp tục một trận của Ga VIP. Có bẫy gọi là bóng bay đã ra đi hai em ba lon xít ăn được một khẩu ca lông mình thì mới lên hôm 9 thôi chưa nâng cấp được cái gì cả tháp cung chưa mua ui rồi. Ông này ông vác 10 bình tốc đi anh em ơi kinh hồn không kinh hồn bạt vía dã man đời con ngàn luôn một bình tốc hội nữa à? À không phải một bình tốc hội 11 bình tốc ui quá choáng rồi chúng ta cùng xem 11 bình tốc này sẽ như thế nào nào 11 bình tốc này mà thả thì có mà đấy choáng váng cuộc đời luôn đúng không tiếp tục bình tốc nữa đi ném cho liên tục đấy úi xòi rồi
Đấy, đấy giờ anh em thấy chưa? Đi đến đâu cho nó tốc lên đấy. 5 bình nữa cơ mà, 6 bình nữa cơ mà, lém đi, hết mình đi. Đấy. Còn hẳn 3 bình nữa mà nhà người ta lát rồi, lém tiếp tục lém. Nó em cho. Rồi, rồi. Đấy, lém hết mình luôn, đúng không? 2 bình nữa cơ mà. Đánh xong cái nhà vẫn còn dư 2 bình. Quá choáng, đúng không? Choáng váng. Rồi thì hôm nay mình chỉ quay có thời mình hôm nay mình có tí việc một tí. Đây là mình quay đến nhà thứ mấy rồi nhỉ? Xem nào, nhà thứ 8, nhà thứ 9, nhà thứ 10. Rồi một trận nhà thứ 10 này nữa thì mình sẽ ngừng và để mình sẽ để phần 2 thì mình sẽ quay tiếp tất cả các trận các nhà còn lại. Hôm nay mình có việc hơi có việc một tí. Ấy à, nhà hôm 10 này nhưng mà súng siết khỏe chưa anh em ơi? Đây là nhà một cái gọi là gần như là mắc của hôm 10 luôn. Mỗi cái visa à, mỗi em visa này là mắc thôi. Để mình ngắm nè. Tháp cung. Cái này của hôm 9 rồi, mới từ hôm 9 nhảy lên thôi, nhiều cái cũng chưa mắc lắm. Bây giờ là quay em rồng này đã. Rồi, rồi. Phát một rồi nha. Thấy chưa? Anh em thấy không? Hầu như anh em đánh hội toàn đánh ba lon các kiểu luôn. Hội mình để ý là anh em đánh quân bay rất chi là nhiều, hay là anh em thích đánh không biết nữa. Ngay cả cả mình cũng thế, mình rất hay đánh quân bay nếu đi farm. À nhưng mà nếu mà đi war này thì mình thường thường mình hay đánh Viking cơ. Rồi một trận cũng gọi là tan nát rồi. Rồi. Ui. Thế mà không tan chứ nhỉ? Mình tưởng tan cơ. Rồi, được 2 sao. Chắc cốp. Rồi. Rồi thì hẹn tất cả các bạn vào những video nó sau. Hôm nay mình mới chỉ quay được phần 1 thôi. Hẹn tất cả anh em vào phần 2 nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình để có những video mới nhất. Rồi, hôm nay mình mới làm được phần 1 thôi. Phần 2 thì bắt đầu từ trận 11 rồi đi. 40 trận cơ mà. Phần 2 thì chắc chắn là dài đấy. Rồi.